Rồi anh Dạo ơi, nay mình giao lưu với anh em là địa chỉ mình ở đâu hả anh Dạo? Xin chào cả nhà, mình Dạ. vào ở ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang, Ngày giao hôm nay lưu thì giao lưu mấy trăm gốc anh? cỡ 500 gốc anh, chia ra thành bốn loại, Tất cả giáng long hết hả anh Dạo? giáng long, nó Dạ. ngã nghiêng ngã ngửa không à cả nhà ơi, Rồi hình thức là mình hỗ trợ anh em cái gì anh Dạo? hỗ trợ anh em chuyển ra xe cho anh em thôi. À là mình chuyển ra xe cho anh em ha. Dạ. Rồi mình chia thành bốn loại, mình nói chi tiết từng loại luôn ha anh Dào. Loại này 2,2 triệu, 2,2 triệu là loại cái loại một đi, loại nhỏ nhất. Rồi tới cái loại thứ hai đi anh, cái loại thứ hai đó là 3 triệu, 3 triệu. Rồi cái loại thứ ba anh, cái loại thứ ba đó là 3,2 triệu, 3,2 triệu. Rồi cái loại thứ tư anh, cái loại thứ tư đó là 3,8 triệu. tất cả là hàng VIP hết nha anh em, Whip hàng VIP là đế là anh em khỏi chơi nha. Rồi đầu tiên sẽ quay cho anh em cái loại số 1 đi, cái này là cái loại rẻ nhất cho anh em. Đây những cái cây nó như thế này nè anh em, nè bứng về hết trơn rồi, nó quắn ngoéo lắm anh em ơi, đế bao đế ha anh Dào. bao đế bao cho Đây anh em luôn, đây đế bao đế nè anh em, xuống đế mua số một đẹp hai nè. cây 5-10 cây gì cũng bán hết trơn cho anh em. À, có bán lẻ luôn ha anh Dào. Có Đây nè anh em, hàng này là hàng VIP, chiều cao trung bình nó đạt khoảng nhiêu ha anh Dào, nhiêu anh? chiều cao đó hả, Dạ. khoan để em đo kỹ lại cái anh ơi, Quá trời mấy cái bộ đế nè. Đây. chiều cao nó 1,3 m anh, Một mét mét ba tới ba. mét rưỡi Rồi mình mét đo lên. thử cái hoành nó khoảng nhiêu, anh em thấy chắc hoành nó bằng nhau hết anh Dào, đâu có chênh Ủa lệch nó chứ mấy. cản cỡ nhau hết trơn anh Phương ơi, Dạ, đây. hoành nó 21. Rồi mình đo thử cái củ đế khoảng nhiêu anh. Rồi mình đo thử cái củ đế anh Dào. Dạ. Củ đế này củ đế đặc nha mấy anh. Rồi, nhiêu anh? 70. Rồi mình cho sổ đế luôn anh. Mấy cái này để mình gảo một vòng nha, mình đo cái mình gảo một vòng. Hoành này bằng nhau hết anh em ơi. Sổ Nhiêu đế anh? đúng là 21. 21 rồi, cho mình quay từ rồi đây nè anh em. Đế Quay. cắm không á anh em ơi. Này anh về còn tha anh em còn về còn tha thác được nữa đó. Đây nguyên cái vàng này là xịn luôn anh em ơi, nói chung vàng đế mình khỏi có chê rồi. Rồi Chỉ anh có em 2 triệu 2 thôi mấy anh em ơi. khoái quá, người ta mua nhiều có bớt gì không anh, người ta Thì biết anh. xuống đây xuống tại vườn đi, thì ví dụ mua nhiều thì giàu sẽ bớt cho mấy anh em chút Tiền cà đỉnh. phê pháo ha. Tiền cà phê cà pháo. Rồi nhắc lại cái giá cho anh em vô sau luôn anh Dào ơi. Rồi cái này là hàng thứ tư đó là Hàng lời là loại một á, hàng nhỏ hàng, nhất á. Hàng loại nhỏ nhất á là 2 triệu 2 anh ơi. 2 triệu 2. Rồi bán lẻ gốc hay gốc vẫn bán bình thường cho Vẫn anh em bán nha. bình thường mấy anh em ơi. Rồi bên đây là cái loại 2 ha. Đây anh em. Trời ơi mấy cái bộ đế này về thôi còn đồ đâu rồi gì nữa anh em. Đây, mấy cái này giáo đức hết luôn ha anh Dào. Giáo thu đất anh ơi. Này. Cái lô này nó có khoảng bao nhiêu gốc anh Dào? Cái lô này có chắc cỡ 100 gốc ạ. Đây anh em, mấy cái đế nó bỏ quặm xuống nhìn bộ đế đẹp quá trời luôn anh em. Em mình gảo vô xa, xa xa cho anh em hết toàn bộ nha. Đế cũng đặt không nha anh em. Đây, những cái bộ đế về đâu còn chê đó anh em ơi. Nó quấu 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 chứ không à, hình thú không à mấy anh em ơi. Cây này thì không bàn cãi vô đẹp rồi, chỉ còn giá cả thôi anh em ơi. Chiều cao trung bình nó đạt khoảng nhiêu ha anh Dào? Chiều cao nó 1,2 m anh ơi. 1,2 m, đâu mình đo thử cái hoành luôn anh Dào. Cái hoành của nó 26. 26. Rồi. Củ đế đặt dưới đây á 40 45. 45. Rồi, nè nè, những cái cây này. Cái này là muốn lên xù hết trơn rồi nha mấy anh em. Rồi. Đây nè. Nó lên luôn rồi chứ muốn gì nữa anh. Cây này rồi, già lắm nè. Rồi mấy cái anh cây em này ơi. Nè. Đây, vòng ra cho anh em qua tới bên đây luôn nha. Nó cũng y như nhau rồi anh em ơi. Tại vì mình tính là tính cái bộ đế đẹp nó hay sao anh Dào, giá cao anh Dào. Đúng rồi, cái bộ đế đẹp với cái hoành của nó nhích hơn chút vậy đó. Dạ. Đúng hơn. Đây cái bệ nè, để tài thử anh Dào. Đây, nguyên cái bệ đế vậy nè anh em. Một đống luôn cả nhà ơi. Rồi. Rồi mình nhắc lại cái giá luôn anh Dào. Cái giá này 3 triệu anh ơi. 3 triệu. Đây anh em, cây này, tiền nào của nấy anh em ơi. 3 triệu có giá 3 triệu anh em. Cây này xù luôn nè. Xù, lên xù dữ lắm mấy anh em. Đây nè, đây nó lọt da, nó lọt da. Cái máy này là giáo đức mà trồng được nhiêu năm rồi hết giờ. Quá trời bố ơi. Đám này trồng được 6 năm rưỡi rồi anh. 6 năm rưỡi. Rồi, mời tất cả anh em sang cái lô tiếp theo nha. Rồi cái lô tiếp theo anh em, lô số 3 nè. Lô này giá sao anh? Cái lô này là giá 3 triệu 2 anh. 3 triệu 2. Có những cây nó ngặt kìa. Quấn nó dính luôn nha. Lâu ngày cái nó dính cái cây này luôn nè. Cây này chiều cao trung bình nó tầm khoảng nhiêu anh? Lô số 3 nè. Cái cây quái nhất nè, cây này nè. Nhiêu anh? 79. 79. Rồi. Dính cái luôn á nha. Mấy anh em. Dính toàn bộ hết nè. Đây nè, mấy cái củ đế này đâu còn đường nào để chơi nữa anh em. Tao để tay nhẹ nhẹ thử anh Dào. Rồi sẵn tay đó mình đo hoành luôn anh Dào. Hoành này cũng trọng trọng ạ.
25 anh ơi. 25, cái này là cũng giảo chung cái kia luôn phải không anh Dạo? Chung một lô phải anh Dạo? Đúng rồi, chung một lô mà chiếc đế đẹp với đế nó vừa mình bán nha, vừa giá cho anh em chơi á. Cái này là nó còn khoảng bao nhiêu gốc vậy anh Dạo? Cái lô này nè, lô số 3 nè. Cái lô này là 50 gốc anh. 50 gốc. Rồi mình nhắc lại cái giá cho anh em luôn anh Dạo. 3,2 triệu. Rồi bán lẻ bán bình thường anh? Bình thường xuống đây đi rồi anh em mình thương lượng lại, bán lẻ ăn cây cũng bán nữa. Cái này mình đâu có bao ship anh? Dạ không, chỉ là bao cho anh em ra tới xe thôi. Rồi, đây nè. Rồi cái loại số 4 là cái loại nào anh Dạo? Đây, cái loại số 4 là loại này quyết nhất. Quyết nhất anh? Quyết nhất, cái loại lạ lùng nhất đây nè. Cái này là được nhiêu gốc anh Dạo? Cái này nó 25 gốc anh ơi. 25 gốc, đâu để tay nhẹ thế anh Dạo. Đây nè, nguyên cái bộ đế sổ đẹp đều nha anh em. Những cây này nó lên cái khối luôn, nó lên xù me hết trơn anh em ơi. Đây, số lượng này nó còn nhiêu gốc anh? 25 gốc. Hoành đây nó dao động lớn nhất là bao nhiêu anh? Hoành lớn nhất là 34, 32. 34, 32. Rồi đó mình đo thử cái gốc này. Đâu anh, đừng có nói chuyện lóng. Rồi, nhiêu anh? 25 hoành. 25 hoành. Rồi, cái gốc lớn nhất là gốc nào đó anh Dạ? Đây. Cái cây này, đây nè anh em, gắt lắm nha. Cây bên đây nè anh, qua đây nè anh thôi. Ảnh đo cho anh em cái gốc mà lớn nhất nha. Bự nhất nha nhất. Mấy anh em. Trời ơi, cái này nó ngã xuống, nó lên cái cổ. Nằm khoảng 3 mấy không anh? 34. 34. Rồi mình nhắc là cái giá giao lưu luôn anh Dạo ơi. Giá này giao lưu cho cả nhà là 4 triệu. 4 triệu một gốc. Bán lẻ bán bình thường nha anh em. Bình thường anh em ơi. Rồi kết thúc chương trình đi anh Dạo ơi. Kết thúc chương trình, Dạo xin chúc mấy anh em mọi miền đất nước được dồi dào sức khỏe, mọi em phát tài phát đạt. Rồi mình nhắc lại từng loại luôn anh. Loại thứ nhất đó là 2,2 triệu. 2,2 triệu. Rồi. Loại kế là 3 triệu. Rồi. Loại kế nữa là 3,2 triệu. Rồi hình thức mình hỗ trợ gì anh? Chỉ hỗ trợ anh em ra tới xe anh em thôi. Rồi mua nhiều có bớt gì không anh? Có chứ, xuống đây đi rồi Dạo sẽ bớt cho anh em. Thì cà phê pháo anh. Đúng rồi.